Em tính là hiện nay ấy, cái bộ transformation là đang có rất là nhiều người sử dụng, có nhiều những các cái vấn đề và em đã tập hợp được rất là nhiều những các cái vấn đề của một số các chị em sử dụng cái bộ sản phẩm này, cũng như là một số các ít nhất là ba bộ sản phẩm hiện nay đang thông dụng ở cái thị trường Việt Nam, mọi người đang sử dụng và có rất là nhiều những các cái vấn đề xảy ra. Thì có những người thì cảm thấy lo lắng, có những người thì dùng cảm thấy là rất là phấn khởi vì cho kết quả tốt. Tuy nhiên thì em cũng muốn sau khi em nói những các cái hiện tượng xảy ra thì mọi người sử dụng, nếu như mà ai có những các cái hiện tượng như thế thì cũng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này, và chắc chắn là nó sẽ giải quyết được những các cái vấn đề mắc phải. Hiện nay thì ở Việt Nam thì có bốn bộ sản phẩm đang được thông dụng nhất. Bộ sản phẩm đầu tiên đó là bộ sản phẩm Transformation đã có bán ở Việt Nam. Bộ sản phẩm thứ hai đó là bộ sản phẩm Nu Skin 180 độ. Bộ sản phẩm thứ ba đó là bộ sản phẩm Chi Facix White, bộ White, và bộ sản phẩm thứ tư đó là bộ Clear Action, là bộ trị mụn. Thế thì đầu tiên thì cũng xin nói với các anh chị là trong cái bộ Transformation thì hiện nay có rất là nhiều người, các anh chị đã gọi điện đến hỏi Nguyệt là cái lý do tại sao mà có những các cái hiện tượng, và các anh chị thấy là rất là lo lắng. Cái hiện tượng đầu tiên mà thường gặp nhất đó là hiện tượng nổi mụn, thường xuyên lên những các cái mụn trứng cá. Nó không lên ào ạt, nó không lên nhiều. Sẽ có hai trường hợp. Một là với những các cái người mẫn cảm với sản phẩm, bất kể một thành phần nào của sản phẩm, thì nó sẽ lên rất là đỏ và nó dày như kê, đặc biệt là ở hai bên má, ở dưới cổ, tức là ở vùng mang tai ấy. Thì những các cái người, những chị mà sử dụng có cái hiện tượng như thế thì nên ngưng sử dụng hoàn toàn bộ sản phẩm này. Cái hiện tượng thứ hai là thỉnh thoảng nó lên một hai những cái nốt rất là to ở bất kể một vùng nào trên mặt. Thì thực sự ra cái hiện tượng này nó cũng là một hiện tượng hoàn toàn bình thường và rất là tự nhiên. Khi mà những người mà thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm trước đây nó có nhiều những các cái kim loại nặng, những người mà hay thường xuyên sử dụng phấn thì hay có chì ở trên da bị tích tụ. Một số những người sử dụng những các cái sản phẩm bị lột tẩy hoặc là làm trắng da thì cũng rất là hay dễ bị lên mụn. Và đặc biệt cái bộ sản phẩm Transformation là một bộ sản phẩm mà nó lấy lại cái cân bằng cho da. Nó đi tìm những các cái nhóm gen trẻ để nó thiết lập lại, và do đó nó sẽ tự đào thải, đẩy các cái độc tố ra bên ngoài. Nếu như ai mà sử dụng những các cái sản phẩm trước đây không được tốt lắm hoặc là có nhiều những cái kim loại nặng thì cái việc đào thải độc tố ra ngoài da bằng những các cái hình thức lên những các cái mụn nhỏ thỉnh thoảng ở một vài điểm ở trên mặt thì đó là những hiện tượng hoàn toàn bình thường, và sau một thời gian sử dụng thì các hiện tượng này nó sẽ dần dần mất đi. Thậm chí có những người nó mất hẳn hiện tượng mụn sau 2 tháng sử dụng sản phẩm. Và nếu như mà trường hợp lên mụn thì các chị có thể sử dụng cái tuýp nhỏ nhỏ, cái Blemish Treatment để chấm trực tiếp lên những các cái nốt mụn đó và không có ảnh hưởng gì cả. Cái thứ hai lên mụn đó là với những các cái da mà đang quá dầu hoặc quá khô thì nó cũng gây nên cái hiện tượng lên mụn. Với những các cái da khô thì cái sản phẩm serum trong bộ AgeLOC nó tái tạo lại cái tế bào lớp đáy, và đặc biệt nó làm bong tróc đi những các cái lớp biểu bì ở trên cùng, tức là cái lớp tế cái lớp trên cùng nó được đẩy ra ngoài. Do đó thì cái da nó bị khô hơn. Thì với những người da khô mà khi sử dụng cái này thì khô hơn thì các chị có thể sử dụng tăng tăng cái sản phẩm ban đêm, tăng cái sản phẩm ban đêm lên. Và đặc biệt là cái sản phẩm cái AgeLOC Light Night ấy, thì không nên, khi mà chúng ta xoa buổi tối sau khi xoa serum thì chúng ta chỉ xoa một lớp mỏng lên và chỉ xoa một lần cho sản phẩm dàn đều khắp mặt, và tuyệt đối là không nên xoa kỳ lại khi sản phẩm đã khô. Bởi vì cái sản phẩm Night ấy, thì nó tạo ra một cái lớp màng để chống cái sự bay hơi ở trên bề mặt da
bay hơi nước ở trên bề mặt da để nó giữ lại cái độ ẩm cho da. Cho nên là có rất là nhiều người khi mà bôi sản phẩm cái kem Age Lock Night lên trên da thì sau một tí thì xoa xoa trên bề mặt thì thấy nó ra những các cái cợn cợn giống như là ghét hoặc là như là da bong, thì mọi người cứ ra sức kỳ hết những các cái lớp đấy đi thì nó làm giảm cái tác dụng của kem đi rất là nhiều. Và đặc biệt cái bộ Transformation này nó là một bộ sản phẩm mà nó sử dụng để chống lão hóa, cho nên những dưỡng chất của nó rất là nhiều, trong bộ sản phẩm rất là nhiều. Với những chị mà da quá dầu mà khi sử dụng cái bộ sản phẩm này thì nó cũng không phù hợp lắm, bởi vì những các cái dầu ở da mà khi mà chưa được khống chế, chưa được ức chế những các cái dầu trên da, và chúng ta sử dụng những các cái kem mà nó tăng tăng cường những các cái dưỡng chất quá nhiều thì nó cũng là một tác nhân gây nên mụn. Đấy là về cái mụn. Cái thứ hai là về bộ Transformation thì có một số người sử dụng trong những ngày đầu thì có cảm giác cảm thấy là rất là đẹp, nhưng đến tuần thứ ba trở đi hoặc tuần thứ hai trở đi, sau tuần thứ hai đến tuần thứ ba thì cảm giác là da bị sạm xuống. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều hết sức bình thường và hoàn toàn bình thường, và đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì khi mà cái sản phẩm serum bôi ấy, thì nó được tái tạo những các cái tế bào lớp đáy. Khi đấy nó sẽ đẩy tất cả những các cái độc tố ở dưới da lên trên bề mặt da. Có một số người sẽ cảm thấy cái nám của mình sậm hơn một chút. Có một số người thấy tổng thể của da mặt của mình nó bị khô hơn, hoặc nó có những các cái hiện tượng nhăn hơn. Thì tất cả những các cái nhăn đó là những các cái nếp nhăn giả hoàn toàn bình thường. Trong khoảng thời gian một tuần tiếp theo thì những các cái da trên bề mặt nó sẽ tự động nó bong đi, và bong thì không phải là bong ào ạt hoặc là nó bong đi một cách là gây tổn thương cho cái bề mặt da, mà cái này nó trong quá trình chúng ta rửa mặt hàng ngày nó sẽ tự động nó bong đi và chúng ta không không nhìn thấy được. Và dần dần sau thời kỳ bong đi, nó là một thời kỳ thẩm thấu được tái tạo rất là tốt, và nó sẽ sáng dần cái da ra rất là nhiều. Và cái hiện tượng thường xuyên gặp ở cái bộ Transformation này chỉ có những các cái hiện tượng, hầu hết là hai hiện tượng như vậy. Cho nên là nếu như mà có hai hiện tượng như vậy thì các chị sử dụng cũng hoàn toàn yên tâm. Cái bộ sản phẩm thứ hai cũng gần na ná có tác dụng giống như cái bộ sản phẩm này, đó là bộ Chi Fix White hay là cái bộ Chi Facix White ấy. Thì trong cái bộ White này sử dụng thì hiện tượng lên mụn thì không có nhiều, thường là không lên nhiều mụn. Tuy nhiên cái hiện tượng sạm sạm cái bề mặt da thì cũng có những các cái hiện tượng sạm bề mặt da. Và trong trong cái bộ Chi Fix Oil này thì nó có một cái sản phẩm, đó là cái serum. Thì các chị lưu ý rằng đối với những người bị nám thì chúng ta tích cực khi mà chúng ta bôi serum lên tổng thể mặt thì chúng ta bôi thêm cái phần khi mà khô thì chúng ta bôi thêm một lần nữa serum lên trên cái vùng bị nám, và đặc biệt buổi sáng cũng thế. Thì khi chúng ta bôi lên như thế thì nó sẽ làm cho những các cái sắc tố melanin nó sẽ được giảm đi, và khi đó những các cái vết nám của chúng ta sẽ được sáng lên. Trong cái bộ quên mất trong cái bộ Transformation thì Nguyệt cũng muốn nói thêm với một số các chị sử dụng. Thì trong những ngày đầu các chị nào mà da bị lão hóa nhiều, các chị sử dụng sẽ thấy có một số những các cái hiện tượng như là hơi châm chích nhẹ, hay là nó hơi hơi có hiện tượng giống như là kiến bò nhẹ nhẹ. Thì thực tế ra cái hiện tượng đấy cũng là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, bởi vì khi những các cái tầng tế bào của chúng ta không đủ dưỡng chất, không đủ nước thì nó bị xẹp, đặc biệt là những các cái lớp tế bào trên bề mặt da. Thế thì khi dưỡng chất được đưa vào, độ ẩm được tăng lên thì cái tế bào của chúng ta nó sẽ được ăn no, tức là nó sẽ thẩm thấu những các cái dưỡng chất và nó sẽ căng phồng lên, chứ nó không bị xẹp giống như là cái lúc chưa được nuôi dưỡng. Thế thì những các cái hiện tượng châm chích nhẹ hoặc là hơi hơi buồn nhẹ ở dưới da thì đó là sự cọ sát của các tầng tế bào với nhau, và những các cái hiện tượng đó thì nó cũng là hoàn toàn bình thường. Và khi tất cả những các cái bề mặt da của chúng ta đầy đủ dưỡng chất rồi thì cái hiện tượng đấy nó cũng không còn xảy ra nữa. Và đặc biệt là khi sử dụng cái serum thì thỉnh thoảng có một số chị sẽ thấy nổi lên một cái đốt nốt nhỏ giống như con kiến cắn ở bất kể một vùng nào, thì những các cái đó thì
không nên, chúng ta không nên kỳ gãi, cũng không không nên lo lắng làm gì cả. Chúng ta lấy nhẹ nhẹ cái bóng tay và chúng ta hơi chấm nhẹ nhẹ lên, và tất cả những các cái hiện tượng đó thì nó cũng sẽ dần dần, nó sẽ không còn xảy ra nữa. Bộ sản phẩm thứ ba đó là bộ sản phẩm 180. Thì cái bộ sản phẩm này với cái thành phần chủ đạo, cái thành phần chủ yếu của bộ sản phẩm này đó là những các cái thành phần vitamin C. Nó làm vitamin C thì nó làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và nó làm cải thiện những các cái độ sáng của da rất là tốt. Tuy nhiên thì với những người mà da quá khô thì sử dụng bộ 180 này thì nó với những các cái vitamin C thì nó sẽ gây khô thêm cái da. Với những người mà da bì, da dầu, hơi dầu thì sử dụng cái bộ sản phẩm này rất là tốt và rất là phù hợp. Thì cái bộ sản phẩm 180 này khi mà sử dụng á, thì đặc biệt là tốt ở cái sản phẩm cái Skin Mist, đó là cái sản phẩm mà cái chứa cái đạm phân thủy được chiết xuất từ gạo để xóa bỏ những các cái nếp nhăn. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng mà chúng ta bỏ chỉ rửa mặt xong rồi bôi lên, bởi vì nhiều người rất là không thích cái dạng xịt vào trong trên mặt, hoặc là cũng không thích những các cái mùi, thực tế ra nó cũng không có cái mùi gì nhiều. Tuy nhiên thì tôi được biết là nhiều người cũng bỏ qua cái nước xịt này, bởi vì cái nước xịt này thì chúng ta có thể chúng ta thấy là nó hơi khó chịu, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng quen thì chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Thậm chí là các chị có thể làm cho vào túi xách buổi trưa, đã trang điểm rồi buổi trưa mà mệt mỏi hoặc buồn ngủ, chúng ta nhắm mắt và chúng ta phun sương, một lớp sương nhẹ lên trên bề mặt da và chúng ta thấm nhẹ nhẹ, thì thứ nhất là nó giữ lại được cái lớp phấn của chúng ta là rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nó làm cho chúng ta tỉnh táo, và đặc biệt là hiện nay ở một số các quốc gia thì nó là khí hậu lạnh, thì cái sản phẩm này nó tăng cường cái độ ẩm cho da rất là tốt. Có thể là với những người mà da bị quá khô thì chúng ta có thể mua riêng một cái sản phẩm cái Skin Mist của bộ 180 này, chúng ta bỏ vào túi xách, chúng ta mang đi đâu, chúng ta xịt lên da mặt rất là tốt. Thì cái này thì nó không giống như là cái NaCap, NACCA, là cái nước xịt ẩm trong những các cái máy mà chúng ta dùng. Thì cái sản phẩm kia nó chủ yếu là nó là từ nước, từ khoáng chất, tức là nó bổ sung những các cái khoáng chất cho da, nó cũng tăng cường những các cái độ ẩm cho da. Tuy nhiên thì để khi sử dụng với những các cái máy Galvanic Spa thì nó là một cái chất dẫn điện, bởi vì cái chất khoáng là chất dẫn điện rất là tốt. Bộ sản phẩm thứ tư đó là bộ sản phẩm Clear Action. Thì có rất là nhiều người hay thấy phức tạp nhất hoặc là hay thấy lo lắng nhất khi sử dụng cái bộ sản phẩm này, bởi vì bộ sản phẩm này là cái bộ sản phẩm vốn dĩ cái da đang bị mụn rồi, mà khi mà người sử dụng sản phẩm mà thấy lại chả thấy đỡ tí nào mà lại thấy lên nhiều mụn hơn thì rất là lo lắng. Thực sự ra cái cơ chế của cái bộ sản phẩm này là nó kích thích, nó đẩy tất cả những các cái độc tố ở dưới da, nó làm thông thoáng những các cái lỗ chân lông, và đặc biệt nó khống chế, nó cân bằng lượng dầu ở trên da. Cho nên là trong cái quá trình ban đầu sử dụng thì hầu hết là mọi người cái lượng mụn nó sẽ đẩy ra nhiều hơn. Mọi người có một số người có những các cái cảm giác rát đỏ trong những các cái ngày đầu sử dụng sản phẩm này. Thế nhưng mà thực sự sự ra ấy, thì cái hiện tượng này nó cũng hoàn toàn bình thường, bởi vì đặc biệt là cái sản phẩm ban đêm của bộ trị mụn thì nó có tác dụng là nó làm tái cấu trúc cái bề mặt của da. Với những các cái người mà da bị những các cái vết sẹo cũ do mụn để lại, hoặc là những các cái vết sẹo lõm, thì nó cũng cũng làm đầy, nó cũng làm đầy dần những các cái vết sẹo lên. Và đặc biệt thì trong tất cả những các cái sản phẩm trị mụn thì nó đều khống chế, vì nó khống chế những các cái lượng dầu trên da cho nên là nó sẽ làm cái da khô. Có nhiều người thì khi bôi sản phẩm thì ban ngày cảm giác là da rất là khô, nhưng sáng ngày ra ngủ dậy thì lại thấy sũng dầu ở trên mặt. Thì đây là cái vấn đề, là bộ sản phẩm nó đang căn chỉnh lại cái lượng dầu ở trên mặt của các bạn. Rõ ràng là trước khi sử dụng bộ sản phẩm thì các bạn không bị dầu nhiều quá như thế, không bị mụn nhiều quá như thế,
không bị bề mặt da khô quá như thế. Nhưng khi sử dụng bộ sản phẩm trị mụn này thì nó xảy ra tất cả những các cái trường hợp như trên, thì đấy là những các cái trường hợp hoàn toàn bình thường và đấy là những các cái tác dụng tốt của sản phẩm đang tác động đến da của các bạn. Cho nên là nếu như mà các bạn đừng lo lắng cái gì cả, khi mà chúng ta sử dụng theo đúng những các cái quy trình thì chúng ta không phải lo lắng gì. Chỉ trừ khi là khi sử dụng bất kể một bộ sản phẩm nào mà chúng ta thấy có những hiện tượng bất bình thường. Như ban đầu tôi có nói là nếu như khi sử dụng nó có ngay những các cái cảm giác là nóng, đỏ, rát hoặc nổi những các cái dạng mề đay rất là nhiều ở khu vực má xuống đến cổ, thì khi đó thì các anh, các chị nên ngưng sử dụng sản phẩm và chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số, chúng ta phải biết rõ thêm cái vấn đề về da của chúng ta. Và một cái, nếu như mà trường hợp mà khi mà chúng ta sử dụng bộ sản phẩm, những các cái bộ sản phẩm mà nó bị như thế thì chúng ta nên 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 mua một cái tuýp có tên là cái Enhancer gel, skin gel. Thì cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ lô hội, nó làm dịu da, dịu những các cái hiện tượng nóng đỏ rát. Cho nên là nếu như mà các anh chị mà thường xuyên làm demo cho khách hàng, kể cả chạy máy Galvanic với gel facial, trong trường hợp mà chúng ta thấy da của khách hàng đỏ lên thì chúng ta có thể đắp bôi một lớp mỏng cái enhancer lên và để khoảng 30 phút, sau đó chúng ta lau nhẹ đi thì tất cả những các cái hiện tượng nóng rát đỏ nó sẽ dịu xuống một cách đáng kể và khách hàng không còn lo lắng gì cả. Thì đó là những các cái trường hợp mà khi mà chúng ta sử dụng những các cái bộ sản phẩm hiện nay và nó đang có những các cái tình trạng như vậy. Và cũng Nguyệt cũng muốn hỏi là nếu như mà các anh chị có những các cái trường hợp nào đó mà nó khác, tức là nó có những các cái dấu hiệu khác đi chẳng hạn, thì các anh chị có thể gọi điện thoại hỏi Nguyệt thì Nguyệt sẽ giúp đỡ các anh chị giải đáp những các cái thắc mắc của các anh chị. Và nếu như ngay bây giờ mà các anh chị có những các cái câu hỏi gì khi mà sử dụng một trong bốn cái bộ sản phẩm vừa nêu, thì Nguyệt cũng sẽ trả lời các anh chị để cho các anh chị có được những các cái cách dùng đúng nhất trong từng bộ sản phẩm. Ok, Nguyệt. Rồi, cảm ơn Dạ. Nguyệt nhiều nha. Mình có cái câu hỏi của Huỳnh Paulo là chị Nguyệt cho em hỏi da bị thâm thì mình nên sử dụng sản phẩm nào? Thâm, không biết là vì sao phải thâm, Đúng rồi, thâm như thế thâm nào? thâm thì phải hiểu là như thế này này. Nếu như mà thâm thì nó có rất là nhiều loại. Nếu như mà nó bị thâm thâm do mụn để lại, những các cái vết thâm do mụn để lại, hay là nó bị sạm da tổng thể, hay là nó bị tái tái da do bệnh lý, thì cái này bạn nên hỏi Huỳnh Huỳnh hỏi rõ hơn một chút thì chị có thể trả lời cho Huỳnh. Thâm do mụn, thâm do mụn, nhưng mà cái vấn đề là mụn đã khỏi chưa? Nếu mà mụn chưa khỏi thì bạn nên tiếp tục sử dụng bộ Clear Action, bởi vì bộ Clear Action thì ngay cái sản phẩm ban đêm nó lấy lại cái tái cấu trúc trên bề mặt da, thì cái đó nó cũng làm sáng da ra lên rất là nhiều. Còn nếu mà hết hoàn toàn 100% rồi thì tùy thuộc vào ở cái lứa tuổi. Nếu như mà bạn ở cái tuổi trẻ thì bạn có thể sử dụng cái bộ Chi Fix White, thì nó cũng làm sáng những các cái da ra rất là nhiều. Còn ngay bộ trị mụn nó cũng đã có những các cái tác dụng điều trị những vết thâm do mụn để lại rồi. Ok, rồi bây giờ đó mình có một cái câu hỏi khác của anh Vũ Liệu. Để mình mở cái line này có lớn đấy. Cái này nếu mà uống những cái này thì nó có tác dụng. Dạ, chị có thể nó hỏi chị Vũ Liệu hay là Alo. vâng, chào anh. Đúng rồi. Em hỏi cho cô. Anh ơi, anh làm Dạ. ơn cho em hỏi, em đang muốn dùng cái bác nano đấy anh. Nhưng À mà dùng một ngày là mấy gói hả anh? cái LifePack Nano theo hướng dẫn đó là mỗi ngày hai gói, một gói buổi sáng, một gói buổi chiều sau bữa cơm. Thế anh dùng cái tác dụng như nào hả anh? Cái đó là về cái LifePack hay là LifePack Nano? LifePack nano đấy anh ạ. LifePack Nano là nó đầy đủ những cái vitamin, những cái dưỡng chất, những cái khoáng chất đấy, mỗi ngày. Cái đó là
Tại vì trong cái chế độ ăn uống của mình á, thì thường là mình không bao giờ mình ăn đủ những cái rau cải đó. Thành ra đó là tất cả những cái vi lượng, những cái chất bổ cần thiết cho cơ thể đó. Đó là cái Ừ. life hack nano ha. Ừ, cứ lắng nghe Thế tôi anh xuống. trở về là anh ấy cứ bảo dùng một ngày 2 gói à anh? Dùng một ngày 2 gói. Dạ, thế ạ. Cứ Thì thế này cũng trong cái ba hộp đó ba có 60 gói, tức là dùng đúng 30 ngày. ba mươi ngày à? Vâng. Thế là anh ơi Ừ, mình dùng em đúng nghe giờ 3 cứ bữa không lắng nghe anh? tôi xíu. Sao chị hỏi lại? Đúng thế, em muốn dùng chung với cái giờ 3 thì có được không anh? Dùng chung với cái G3 thì rất tốt nha, tại vì cái này nó là một cái loại thực phẩm mà, thành ra người mình có thể dùng chung với cái đó, rồi với tea green, rồi với bone, rồi với cartilage, với lại tất cả những cái loại khác, nó cứ dùng sau bữa cơm. À, dùng sau bữa cơm mà không? Yeah. Vâng, vâng ạ, vâng em hiểu rồi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Ok anh chị. Một số mấy anh chị nếu mà muốn hỏi thẳng và làm nhiều khi mình viết ở phía dưới thì nó hơi dài đó, mấy anh chị cứ bấm vào cái dấu bằng tay nó mình mở cái đường dây. Các anh chị có thể hỏi. À, mình có một cái câu này chắc Nguyệt giúp này, anh của anh Hùng ở Tây Ninh. Anh có khách hàng mới mới sanh em bé được 7 ngày. Vậy thì sau khi sanh đang cho con bú sữa mẹ đó thì có dùng R2 được không? Hoặc thực phẩm Nu Skin nào tốt nhất cho mẹ và con? Cái sản phẩm hiện nay ấy, đối với bà mẹ mang thai và cho con bú thì đó là cái Lipac bà bầu ấy, cái Lipac Primer ấy. Còn cái sản phẩm R2 thì cũng chưa có khuyến khuyến cáo là không nên sử dụng. Tuy tuy nhiên thì phụ nữ có thai và cho con bú thì cần tham khảo ý kiến, cần đọc kỹ những các cái thành phần trong sản phẩm. Thì bản thân với cá nhân của Nguyệt thì Nguyệt nghĩ là không nên sử dụng khi mà mới sinh em bé xong và đang cho con bú. Tốt nhất là nếu như đang cho em bé bú thì cũng nên sử dụng cái sản phẩm dành cho phụ nữ mang thai và sau khi sinh thì sẽ tốt hơn. Vâng, chính xác sản phẩm đó đó. Rồi, ok bây giờ đó mình có câu hỏi kế tiếp là chờ chút xíu. Mình có nhiều người ở đây lắm. Xin chị Nguyệt đánh giá của anh Hùng ở Tây Ninh hai lọ mỹ phẩm tên Linh Jing. Chờ mấy cái này thì chắc là không biết anh Hùng ý anh muốn nói là nhờ Nguyệt đánh giá hai cái loại mỹ phẩm tên Linh Jing series gì đó cosmetic giá 70.000 đồng, kết quả ai đã sử dụng trắng mịn da, xóa được dấu chân chim và trị mụn nám da rất tốt, giới thiệu khách hàng thấy sử dụng bộ transformation họ chê đắt quá. Vậy nếu cô Nguyệt biết loại kem Linh Jing này xin phân tích có tốt như là khách hàng khen không? Thực sự ra thì ông cụ từ xưa đến nay thì ông cha ta có câu là tiền nào của nấy. Không phải, tất nhiên là không phải là cái gì nó đắt, quá đắt thì nó cũng là tốt, mà không phải là sản phẩm nào quá rẻ thì nó cũng là dở. Tuy nhiên nếu như mà những các cái sản phẩm mà nó không có nguồn gốc xuất xứ thì chúng ta cần phải cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sản phẩm không được nhập khẩu chính ngạch, không có người đảm bảo cho chúng ta thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Hiện nay ở thị trường Việt Nam thì cái vấn nạn đang sử dụng mỹ phẩm tràn lan, đó là một cái vấn nạn của quốc gia và không có một bộ ban ngành nào kiểm soát những các cái điều này. Cho nên là những các cái ý thức của những người sử dụng sản phẩm thì mọi người nên có ý thức sử dụng những các cái sản phẩm nào mà nó đảm bảo. Bởi vì những sản phẩm đảm bảo thì có nghĩa là khi chúng ta biết cách tự giữ gìn cho bản thân của chúng ta là chúng ta đã giữ gìn cho khi mà chúng ta không dùng những các cái sản phẩm nhập lậu hoặc những sản phẩm không rõ nguồn gốc thì chính của chúng ta cũng tự tự bảo vệ cho bản thân của chúng ta và nó cũng không có cơ hội để cho những sản phẩm ở bên ngoài tràn lan vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì ở một số những các cái vùng nông thôn thì do cái tiếp cận, do sự hiểu biết của con người và cũng do những các cái kinh tế thì người ta không sẵn sàng sử dụng những các cái bộ sản phẩm đắt tiền. Tuy nhiên thì với cá nhân của Nguyệt thì với những sản phẩm nó quá rẻ
và nó không rõ rõ nguồn gốc. Thậm chí hiện nay những các cái sản phẩm lột tẩy của Trung Quốc nó chỉ có giá 5.000 đồng, 5.000 đồng một cái mặt nạ để đắp vào trong vòng 10 ngày, tức là đắp 50.000 10 ngày và bôi thêm một tuýp kem rơi vào khoảng độ 100.000 nữa, thì cái da mới nó bong tróc đi, nó sẽ đẹp long lanh, nó trắng hồng mịn màng, nếp nhăn giảm, nám giảm, mọi thứ mọi người cảm thấy là hả hê lắm. Nhưng mà không ai biết rằng cái tác dụng đằng sau nó là cái gì, bởi vì đã có rất rất nhiều người là khi ngừng hoặc khi sử dụng một thời kỳ dài hoặc vì một lý do nào đó không sử dụng nữa thì cái da nó thậm tệ, không có gì, không có cách gì chữa được. Đấy là những cái mà Nguyệt chỉ nói là về mặt bên ngoài. Còn về mặt bên trong nữa, nó ảnh hưởng đến những tế bào da, nó làm teo những các cái tế bào da khi mà những các cái sản phẩm nó có chứa quá nhiều những các cái corticoid hoặc là cái hydroquinone hoặc thậm chí những các cái thủy ngân và phoxmon. Đấy là những các cái mà hiện nay đang cấm tuyệt đối trong những các cái mỹ phẩm. Và không, nếu như mà không được kiểm soát cái điều đó thì rất có thể một ngày nào đó chúng ta bị bệnh tật, chúng ta không 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 nghĩ là chúng ta sử dụng mỹ phẩm. Nguyệt nói ví dụ là như này này. Khi mà một người sử dụng dài kỳ cái sản phẩm bôi lên trên da mặt làm trắng da, nó có những các cái thành phẩm corticoid, thì corticoid nó đi vào da nó sẽ ngấm vào máu. Và corticoid nó là một cái sản phẩm mà nó có thể gây đau dạ dày. Không có ai nghĩ rằng là tôi bôi một cái mỹ phẩm mà tự dưng bị đau dạ dày cả, hoặc là bị đau xương khớp, bị khớp, đặc biệt là bị khớp. Nhưng mà điều này hoàn toàn đó là có thật. Bởi vì trong tất cả những các cái thuốc bôi điều trị những các cái nấm eczema hoặc một số những các cái thuốc mà có cái thành phần corticoid thì bác sĩ đều ghi là không được dùng quá 5 ngày. Thế thì vậy điều gì xảy ra khi mà chúng ta dùng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác? Chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe, chứ chưa nói đến tổn hại da cũng như ung thư da, cũng như những các cái tác hại khác mà sau này không có cái gì có thể cứu chữa được nữa. Cho nên là anh nên cân nhắc khi sử dụng những các cái sản phẩm như vậy. Và mong rằng anh cũng nói những các cái điều này để cho những người dân ở vùng quê anh có thể hiểu được, để người ta có ý thức chăm sóc cái da. Còn nếu như mà người ta không có đủ tiền để xài cái bộ San Formation thì người ta rất có thể người ta sử dụng những các cái bộ Chi Fix Oil, giá thành nó chỉ bằng một nửa thôi và cái điều đó nó cũng đảm bảo an toàn hơn. Đấy là những các cái sản phẩm chính hãng thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, cảm ơn Nguyệt. Cái câu trả lời rất hay. Vì thực tế ra mấy anh chị cũng nên nên nói chuyện hoặc là mình giới thiệu những sản phẩm cho người mà người ta có nhu cầu. Chứ còn nếu mà người ta cứ khăng khăng là tôi đang dùng một cái sản phẩm nào đó, bây giờ nó da nó đẹp, nó mịn rồi, tôi không cần nữa nó, thì mình nghĩ là mình cũng không nên mất thời giờ thuyết phục anh chị. Tại vì mình nên đi tìm những người mà người ta có nhu cầu, chứ còn có một số người người ta đang dùng cái gì đó rồi người ta thấy kết quả nó thì mình cũng nên mừng cho người ta mấy chị. Và mình cũng không có, bây giờ mà mình nói mà thuyết phục thì nó rất khó. Nhưng mà cái mà mình biết đó mấy chị, khi mà 70.000 đồng Việt Nam hai cái lọ mà có thể nói là đã sử dụng rồi, được vừa trắng mịn da, vừa xóa được dấu chân chim, vừa trị được mụn, vừa trị được nám đó, thì mình nghĩ 70.000 đồng này chắc chắn nó có vấn đề không. Thành ra anh chị nên cẩn thận cái đó. Ok, cái câu hỏi tiếp là da em bình thường có vài nốt tàn nhang, em đang dùng cái Pond của Mỹ đó, em mới dùng bộ 180 ngày hôm qua, em có nên tiếp tục dùng hay không, tức là tiếp tục dùng cái cũ đó. Em muốn da đẹp hơn thì dùng bộ nào thích hợp, hay em dùng Triphasic hay Transformation? Em ba năm nay 30 tuổi. Bạn năm nay 30 tuổi mà có một số những các cái vết 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 tàn nhang ở trên da, thì thực sự ra thì ở cái tuổi đấy thì cũng muốn tôi cũng muốn biết là cái da của bạn thì thực tế là da ở nó đang ở thể gì. Nếu như mà da bạn ở đang ở thể rất là khô thì bạn nên sử dụng bộ Transformation. Nếu như da bạn ở đang ở thuộc dạng da hình da chữ T mà nó không được sáng lắm thì bạn có thể là bạn sử dụng bộ bộ 180 cũng rất là tốt. Còn nếu mà da bạn là trắng mịn nhưng mà tuy nhiên nó chỉ có những các cái vết tàn nhang không thì bạn có thể sử dụng bộ Chi Fix Oil.
Và theo như bạn nói thì tôi nghĩ rằng là bạn có thể sử dụng bộ 180, hết một bộ 180, rất tốt, không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó là một cái giống như là một cái chất tẩy, nó làm sạch đi tất cả những các cái dấu vết ở trên trên bề mặt da. Sau đó thì bạn chuyển qua sử dụng bộ trang foundation thì khi đó thì da của bạn rất là nhanh đẹp. Đấy, và đấy là cái lời khuyên của tôi cũng là như thế. Rồi, cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp của anh Tuấn. Bộ Transformation có dùng cho người 30 tuổi được không? Và da đó thì cũng đang đẹp nhưng lại muốn dùng để mà đẹp thêm. 30 tuổi. À, thực sự ra ấy, thì cái bộ trang foundation này ấy, nó là một cái bộ với cái công nghệ AgeLOC ở bên trong. Nó sẽ tái, tức là nó tái thiết lập lại những các cái cấu trúc từ thời còn gen còn trẻ. Thì chúng ta phải hiểu là cái gen trẻ nó ở tuổi nào thì được gọi là gen trẻ. À, đến 30 tuổi thì chắc chắn gen của chúng ta thì không không thể gọi là cái gen trẻ được. Có rất là nhiều người 30 tuổi nhưng cái da nó đã bị lão hóa và nó có đi những các cái sự mất cân bằng. Ví dụ như là cái độ collagen nó đã bị hao hụt đi, nó đã bị bắt đầu nó bị nhăn hoặc nó bị trùng. Cũng có thể là cái sắc tố melanin nó bị tăng lên, nó gây nên một cái hiện tượng có thể là nó không được sáng lắm. Nếu như mà theo tôi hiểu thì cái nhóm gen trẻ khi mà nó ở tuổi từ 16 đến 18 tuổi thì đó là những các cái nhóm gen trẻ. Và cái ageLOC nó có tác dụng là nó đi tìm những các cái nhóm gen trẻ và nó thiết lập lại những các cái nhóm gen, nó tìm lại những các cái nhóm gen còn trẻ để nó tái cấu trúc lại cái nhóm gen đó. Và khi đó thì những các cái gì mất cân bằng, ví dụ như là cái gì bị giảm sút thì nó đẩy mạnh tăng lên, những các cái gì tăng lên thì nó kéo trở về ở những các cái vị trí cân bằng. Và nếu như mà bạn cứ da đã có những các cái dấu hiệu lão hóa thì tất cả những người đều có thể sử dụng được cái bộ transformation. Thậm chí nếu như mà bạn 25 tuổi nhưng mà cái độ lỏng của da và cái độ đàn hồi của da nó bị mất, bởi vì có rất là nhiều người cái độ đàn hồi do gen di truyền chẳng hạn nó rất là lỏng lẻo rồi, hoặc là có những các cái sự vất vả nó bị lão hóa quá sớm vì một lý do nào đó thì vẫn có thể sử dụng transformation, chứ chưa nói đến ở cái tuổi 30 là cái tuổi bắt đầu đã lão hóa rồi. Và cha ông ta cũng có câu là trai 30 tuổi thì đang xoan mà gái 30 tuổi thì đã toan về già. Cho nên là chị em ở lứa tuổi 30 rất là cẩn trọng trong vấn đề chăm sóc da. Và cái bộ sản phẩm này thì tôi nghĩ là 30 tuổi dùng là rất là phù hợp, bởi vì nó sẽ tái tạo nhanh hơn đối với những người 5-60 tuổi. Và bạn nên sử dụng bộ sản phẩm khi mà bạn có điều kiện. Ok, rồi câu hỏi tiếp là của Huỳnh Paulo. Chị Nguyệt cho em hỏi, có khách hàng nữ bị vết thương trên mặt bằng ngón tay đang lành và vẫn còn đỏ đó, thì Nu Skin mình có sản phẩm nào hỗ trợ để có thể giúp da mau lành và phòng sẹo không? Thường ấy thì là nếu như mà sẹo thì bạn nên bảo chị ra hiệu thuốc ấy mua cái sản phẩm cái ma đề ca son ấy, là cái sản phẩm bôi chống sẹo, thì là nó sẽ giảm sẹo trong vòng khi mới bắt đầu bị thương từ 3 đến 5 ngày và đến 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 1 tuần. Còn đối với những các cái vết thương ở trên mặt, tất cả những các cái vết thương, ví dụ như là thậm chí cả những các cái vết bị mụn mụn trứng cá này, những các cái tổn thương do mụn trứng cá, rồi những các cái tổn thương ở trên bề mặt da, thì tự nó vốn dĩ là tự nó, bởi vì là tự nó cũng sẽ hết, nó sẽ để lại những các cái dấu vết, nó không còn đậm nữa, bởi vì tất cả những các cái vùng thương tổn ở trên mặt là bao giờ cũng thế, mạch máu máu nó được bơm lên não liên tục và nhiều nhất. Thì chính cái sự bơm máu liên tục lên não nó làm tái tạo những các cái da ở ở trên mặt rất là nhanh chóng. Thì thực sự ra thì sớm hay muộn thì không cần dùng cái gì thì nó cũng sẽ hết. Tuy nhiên nếu như mà chị mới bị tổn thương thì không nên sử dụng mỹ phẩm mà phải bôi những các cái thuốc ở trong hiệu thuốc. Và nếu như mà những các cái vết thương của chị đã lành rồi, tức là được khoảng nửa tháng đến 1 tháng, thì có thể sử dụng cái serum của bộ Y. Cái serum của bộ Y thì khi bôi vào những các cái vùng bị thâm, những các cái vùng sắc tố sậm thì nó làm sáng cái sắc tố ra rất là nhanh chóng. Thì bạn có thể khuyến khích chị nếu mà muốn dùng tổng thể cho cả mặt thì dùng cả mặt,
và bôi thêm cái serum vào hai lần thêm vào cái vùng bị sẹo. Còn nếu không thì có thể là sử dụng một mình cái serum cũng được. Ok, rồi cảm ơn Nguyệt. Câu hỏi kế tiếp là em muốn hỏi chút về da bị mụn, những mụn dưới da thôi vậy có thể dùng được cái bộ Clear Action không? Tức là cái mụn này nó nằm ở dưới da thì có thể dùng cái bộ Clear Action. Bộ Clear Action là sử dụng cho tất cả các thể mụn, kể cả là những mụn bọc, những các cái mụn cám, những các cái mụn li ti ở phía dưới. Thì cái bộ điều trị mụn này thì khi bạn dùng những các cái mụn ở dưới da của bạn nó sẽ được đẩy lên trên bề mặt da và rất nên sử dụng, bởi vì khi mà bạn không sử dụng mà bạn đi nó không tự bật lên được, và thậm chí là bạn đi ra những các cái trung tâm, những các cái spa họ lấy lên thì rất là đau và nó cũng không không có cách nào mà nó có thể tự bật đi được. Và duy nhất chỉ có cái bộ Clear Action này nó sẽ đẩy những các cái mụn ra khỏi da của bạn. Và khi đó da của bạn nó sẽ hết những các cái tình trạng mụn ở dưới da, thậm chí những người bị mụn cám, mụn đầu đen ở cánh mũi hoặc là những các cái da nó sần, sần sùi thì sử dụng nó đều cải thiện rất là tốt. Ok, một câu hỏi khác nữa về mụn. Cô ơi cho con hỏi là chai sữa rửa mặt thấy đề là foaming nhưng sau khi xịt ra đó thì nó không dạng bọt mà vẫn ra cái dạng kem. Em con 15 tuổi đã xài nguyên bộ Clear Action hơn 3 tháng có kem Blemish Marine Mud nhưng không thấy cải thiện nhiều. Da không còn nhờn nữa, trở nên khô và có cảm giác rất ngứa. Và mặt cứ ửng đỏ, vậy phải làm sao hả cô? Rồi cô Nguyệt trả lời giùm. Cái form forming form thì có nghĩa là mình phải hiểu nó là dạng một dạng rửa, tức là nó giống như là form thì mình phải hiểu là nó là một cái giống như là một cái từ chung, nó không phải là ở dạng bọt thì là có chữ form. Chúng ta hiểu là ví dụ như là dạng shampoo thì chúng ta biết là để gội đầu, hoặc là bed thì chúng ta biết là tắm, thì cái dạng form form là rửa, là để sử dụng, là rửa. Thì cái việc mà cái sản phẩm rửa mặt thì nó có chữ form forming thì nó là sự hoàn toàn bình bình thường. Forming nó là cái chất tẩy rửa, tức là nó là chất để rửa mặt. Còn em bạn thì ở cái lứa tuổi 15 mà khi mà sử dụng nó chưa đỡ, sử dụng 3 tháng rồi thì rất có thể bạn cần phải cho em bạn đi khám bác sĩ những các cái vấn đề ở bên trong cơ thể. Bởi vì ở cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi đang phát triển, cơ thể đang hình thành để phát triển một cách tốt nhất, cho nên là cái nội tiết tố thay đổi rất là nhiều. Nếu như mà em bạn có được những các cái mất cân bằng ở nội tiết cơ thể thì cần phải sử dụng thêm những các cái về về đường uống bên trong nữa, chứ không phải nhất thiết tất cả những các cái sản phẩm bôi là nó sẽ khỏi được. Ngay kể cả là những vấn đề về nám và đặc biệt là những các cái vấn đề về mụn thì chúng ta cần phải điều trị ở bên trong. Ví dụ như là thải độc tố ở gan, nếu như với những người nhiều gan, gan nhiều độc tố nó cũng gây ảnh hưởng lên mụn. Rồi những các cái người bị mất cân bằng nội tiết nó cũng là một cái nguyên nhân gây mụn rất là nhiều. Cho nên là đấy là một trong những các cái mà bạn cần phải 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 biết cái nguyên nhân của em bạn và cần phải khám bác sĩ. Còn như lúc nãy Nguyệt cũng có nói là cái bộ trị mụn ấy thì nó sẽ làm cân bằng, tức là nó kiểm soát cái dầu ở trên da rất là tốt, nhưng nó cũng vẫn làm khô cái bề mặt da. Và tất cả những các cái khô bề mặt da này là nó để chống viêm nhiễm và nó sẽ làm bong những các cái lớp khô vẩy ra bên ngoài. Và đặc biệt là khi sử dụng bộ trị mụn thì cần phải uống thật nhiều nước. Nếu như mà chúng ta sử dụng mà chúng ta không uống nước, cơ thể không đủ nước thì rõ ràng là cái bề mặt da nó bị khô là đương nhiên. Thì bạn có thể nói em bạn uống thêm thật là nhiều nước vào thì cái da nó sẽ được cải thiện. Và nếu như mà trường hợp khô quá, nó vẫn không có những các cái tác dụng gì nhiều, bạn có thể sử dụng thêm cái lọ mà xịt ẩm khoáng chất ấy, và bạn có thể bảo em bạn xịt xịt lên trên bề mặt da thì nó sẽ giảm giảm cái độ khô đi một cách đáng kể. Và đặc biệt nữa là phải phải đi khám bác sĩ
đấy là cái việc mà phải nhắc nhở là phải đi khám về cái vấn đề về nội tiết. Ok, rồi câu hỏi tiếp. Chị cho em hỏi là tại sao dùng sản phẩm Face Wash 180 đó vừa bôi lên mặt nó thì hơi bị nóng. Nhưng chuốt thì hết. Em dùng cũng lâu rồi nhưng không có ảnh hưởng gì cho lắm. Chị hướng dẫn cho em cách dùng. Tức là cái gì? Cái bộ 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 180 ấy, thì cái thành phần của nó là đặc biệt là cái sữa rửa mặt. Cái sữa rửa mặt của nó là với 10% cái vitamin C. Chính vì cái vitamin C này là nó làm nóng cái mặt lên. Và nếu như mà tất cả những ai mà không bị dị ứng với vitamin C thì sử dụng bình thường, không có cái ảnh hưởng gì cả. Thế thì sau khi rửa mặt cái bằng cái sữa rửa mặt xong thì bạn xịt cái Nu Skin, cái skin mist bạn xịt lên, thì chính cái skin mist này nó làm dịu cái da đi. Với những người mà tại sao bạn thấy nóng nóng kích ứng đỏ là có thể là do cái da của bạn nhạy cảm với thành phần của vitamin C thôi, và nó cũng không thẩm thấu được vào nhiều, thì bạn sử dụng những cái đấy thì hoàn toàn bình thường. Sau khi bạn xịt cái skin mist lên trên da rồi thì bạn sử dụng cái sản phẩm cái serum, thì ngay cái bản thân cái serum này thì nó cũng có chứa 15% cái axit polyhydroxy, thì cái này thì nó làm thúc đẩy cái tỷ lệ thay thế những các cái tế bào lớp đáy một cách tự nhiên rất là nhanh, để nó làm cho cái da sáng lên và cái lỗ chân lông nó thu nhỏ đi. Cho nên là những các cái sản phẩm này nó cũng có những các cái kích ứng nhẹ đối với những cái da mẫn cảm. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn không bị dùng bình thường, không bị làm sao cả, thì bạn vẫn nên sử dụng bình thường. Thì sau khi sử dụng cái serum thì ban đêm thì bạn sử dụng cái night complete, còn cái ngày thì bạn sử dụng cái ban ngày là cái block là có chống nắng đấy, SPF 18. Thì đây nó là những các cái hiện tượng bình thường của cái sự tác động vitamin C thôi. Còn bạn không không làm sao thì bạn cứ nên sử dụng bình thường. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Mình còn nhiều câu hỏi đó nhưng mà mình xin phép được ngưng ở đây. Tại vì mình còn một cái webinar kế tiếp cho mấy anh em trong cái ban huấn luyện đó, để làm cái lịch cho tháng 1 năm 2013. Thật ra một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Cảm ơn Nguyệt rất nhiều về những cái kiến thức rất bổ ích cho hôm nay. Một số mấy anh chị có câu hỏi, mấy anh chị có thể vào cái trang Facebook của chị Nguyệt nó và đánh vào cái chỗ message. Nó nằm phía bên tay phải nè mấy anh chị. Và mấy anh chị có thể hỏi một vài cái câu gì đó, nếu mà chị Nguyệt trả lời được thì tốt, còn nếu không anh chị Nguyệt có thể mà trả lời vào cái thứ sáu tuần tới đó, những cái câu hỏi mà mấy anh chị hỏi mà nhiều khi mình ngồi mình đánh máy hay là mình gõ là thì nó rất lâu, thành ra nói chuyện đó thì là một cái hình thức nhanh nhất. Thành ra lần tới mấy anh chị cho cái câu hỏi trước đó, tại vì mình sẽ trả lời theo cái thứ tự ai hỏi trước thì mình trả lời trước. Thành ra mấy anh chị phải nhanh nhanh chân lẹ tay trong cái vấn đề có những cái câu hỏi muốn được giải đáp anh chị ha, vì cái thời lượng của mình nó giới hạn. Thành ra một Vâng, lần cái nữa vấn đề mà cần hỏi hỏi về những các cái vấn đề về sử dụng sản phẩm thì sẽ rất rất nhiều câu hỏi và có rất là nhiều những các cái ý kiến khác nhau, cho nên là các anh chị cũng nên là tập hợp các câu hỏi và hỏi để Nguyệt có thể là gửi cho Nguyệt, và để Nguyệt có thể tập hợp các câu hỏi của các anh chị. Các câu hỏi nào giống nhau thì Nguyệt sẽ trả bỏ bỏ chung vào vào để trả lời một cách chính xác nhất, để cho các anh chị có thể là hiểu và sử dụng một cách đúng cách nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị rồi ạ. rồi cảm ơn Nguyệt, cảm ơn tất cả mấy anh chị.